cửa cho con đi chứ. Không được, bây giờ cũng cả tuần rồi mày còn về làm gì nữa? Con có bị làm sao đâu, bố nghe tin đâu vậy? Đâu, đọc trên báo thấy chỗ mày bị cách ly mà. Cái đấy là khu ở bên cạnh cho con, chỗ con làm có bị gì sao đâu bố. Thôi thôi, tao không biết chỗ mày cách ly, mày đi đi. Về đây có mấy ngày rồi lại đây nạn là cả nàng để họ chửi ạ. Thôi bố mở cửa cho con đi nào, chứ con về con đã khai báo y tế rồi. Bố yên tâm, con lúc nào cũng sử dụng máy phun phòng dịch khử trùng rất an toàn, không có sao đâu bố. Con có mang cả về đây để nhà mình phun phòng dịch. Bố ra đây mà xem các cơ sở y tế họ đều dùng máy này để phun khử trùng diệt khuẩn, bình xịt, tăng kiêu. Thế thì bố yên tâm rồi, thế thì tuyệt vời. Hôm nay bố con tình này bố được gia đình toàn tụ đoàn viên hết rồi. Anh em vào nhà đi con. Xuân đã về, xuân đã về, kia bao ánh xuân về cho.